Xin kính mến chào các khán giả và sau đây xin mời quý vị cùng đến với 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần qua. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc 3 ngày của ông. Điểm dừng chân đầu tiên là Sài Gòn. Ngoài các cuộc gặp mặt và phát biểu với một số các doanh gia, sinh viên tại Tổng lãnh sự, ông có đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà. Hành động này được xem như một ngụ ý cho sự quan trọng của quyền tự do tín ngưỡng. Tại Hà Nội, ông cho biết Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam 18 triệu để tăng cường các hoạt động bảo vệ an ninh lãnh hải. Ngoài ra, ông cũng thông báo Washington và Hà Nội sẽ mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác, từ kinh tế, trao đổi mậu dịch, giáo dục cho đến việc hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, ông cũng đã nêu vấn đề nhân quyền với chính phủ Hà Nội. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 14 của ông John Kerry kể từ cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Trong thời gian từ năm 1991 đến năm 2000, ông đã thực hiện 13 chuyến đến Việt Nam, mục đích nhằm cố gắng bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Trong khi đó, tại Biển Đông, thưa quý vị, Hoa Kỳ tiết lộ cho biết chiến hạm USS Copen và tàu Hải quân Trung Quốc đã chạm trán trong vùng biển quốc tế hôm 5 tháng 12. Theo quan chức Hải quân và Quốc phòng Hoa Kỳ, thì chiến hạm USS Copen đã buộc phải chuyển hướng nhằm tránh va chạm với tàu Trung Quốc, khi Trung Quốc liều lĩnh vượt qua thẳng trước mặt chiếm hạn của Hoa Kỳ và không dừng lại. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói rằng Trung Quốc đã hành động một cách vô trách nhiệm trong vụ đối đầu với chiến hạm Hải quân Hoa Kỳ. Ông nói rằng sự cố này cho thấy cần phải có các nghị định thư rõ ràng giữa các quân đội Trung Quốc và Hoa Kỳ để tránh một vụ va chạm có thể xảy ra trong vùng. Hôm 18 tháng 12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bác bỏ thông tin và cho rằng tàu Hải quân Trung Quốc và tàu chiến Mỹ chỉ gặp nhau trên Biển Đông và đã tránh được đối đầu thông qua liên lạc bình thường và hiệu quả. Sau 3 ngày xét xử, vào chiều ngày 16 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong đại án tham nhũng tại Vinaline. Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc. Theo hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo về hành vi tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là có cơ sở. Các bị cáo khác có liên quan trong vụ án bị phạt tù từ 6 đến 24 năm tù giam. Cả 10 bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền thiệt hại là 367 tỷ đồng gây ra cho nhà nước. Thưa quý vị, Trung Quốc đã đưa thành công robot tự hành Thỏ Ngọc lên mặt trăng hôm 14 tháng 12. Có trọng lượng 140 kg, chiếc xe mang một chiếc kính thiên văn quang học cho phép quan sát thiên văn và một máy ảnh tia cực tím mạnh mẽ cho phép giám sát hoạt động năng lượng mặt trời. Nhiều bức ảnh màu đã được gửi trực tiếp về Trung tâm Kiểm soát Không gian Vũ trụ ở Bắc Kinh và được trực tiếp phát sóng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thăm dò của tàu thám hiểm. Thưa quý vị, được biết tàu thăm dò Hằng Nga 3 đã được phóng lên không gian bằng tên lửa Trường Chinh 3B vào sáng ngày 2 tháng 12. Đây là lần đầu tiên một thiết bị thăm dò đổ bộ lên bề mặt vệ tinh của trái đất kể từ năm 1976, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 sau Mỹ và Liên Xô thực hiện thành công sứ mệnh này. Trở lại Việt Nam, thưa quý vị, hàng chục cái tát liên tiếp ép đầu xuống đất, bịt mũi khi cho uống sữa, dốc ngược dọa bỏ vào thùng nước là cảnh các bé phải chịu tại cơ sở mầm non tư thục Phương Anh, Thủ Đức. Những hình ảnh trong video đang làm căm phẫn người dân và cộng đồng mạng. Theo đánh giá của các chuyên gia pháp lý Việt Nam thì mức hình phạt theo quy định của pháp luật có thể áp dụng đối với những người này về hành vi hành hạ người. Ngoài ra, những phản ứng từ dư luận xã hội đã là một bản án theo suốt cuộc đời của họ. Ngay sau khi vụ việc được phát giác, Công an quận Thủ Đức đã bắt giam chủ cơ sở mầm non tư thục Phương Anh và người cháu của họ về tội hành hạ người khác. Ngoài ra, cơ quan cũng điều tra thêm hành vi kinh doanh không phép đối với chủ cơ sở mầm non này. Nhiều phụ huynh sau khi chứng kiến cảnh con mình bị hành hạ dã man cũng đang lên tiếng yêu cầu chính quyền phải xử nặng hai bảo mẫu trên. Bác sĩ tại Trung Quốc, thưa quý vị, đã thành công ghép lại bàn tay cho một thanh niên sau khi được giữ cho còn sống khi ghép vào mắt cá chân trong suốt một tháng liền. Thưa quý vị, bàn tay phải của Siwe đã bị đứt lìa trong một tai nạn hôm 10 tháng 11. Anh chàng này cho hay anh đã được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ nói không còn khả năng giữ được bàn tay cho anh. Sau đó chuyển đến bệnh viện lớn, các bác sĩ tại đây đã giữ bàn tay của anh bằng cách ghép vào mắt cá chân trong lúc chờ cánh tay của anh hồi phục để ghép bàn tay. Sau một tháng, các bác sĩ đã ghép thành công bàn tay trở về cánh tay cũ. Anh Siêu cho biết, tôi chỉ nghĩ đây là một điều kỳ diệu, tôi không dám mơ rằng có thể giữ được bàn tay của mình. Theo các bác sĩ thì còn rất nhiều việc phải làm để phục hồi chức năng cho bàn tay vừa ghép để có thể thực hiện được chức năng tốt hơn bàn tay giả. Và sau cùng, thưa quý vị, hàng ngàn khách du lịch, đa số là các bạn trẻ và lứa tuổi trung niên, đã đổ xô lên Sapa để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú khiến cho giao thông từ thành phố Lào Cai lên đến Sapa tắc nghẽn liên tục. Được biết năm nay tuyết rơi khá sớm ở Sapa và được xem là cơ hội hiếm có, nên đã có hàng trăm du khách đi xe máy hoặc bắt taxi đến xem tuyết. Nhiều hãng xe ô tô và ga Hà Nội đã kín chỗ từ chiều cùng ngày. Nhiều hình ảnh về tuyết Sapa đã được các bạn trẻ đăng lên trên Facebook. Nhiều các bạn ví như cảnh phim Hàn Quốc và ước ở quê mình cũng có tuyết như Sapa. Thưa quý vị, sau trận mưa tuyết, báo cáo về thiệt hại hôm chiều ngày 17 tháng 12 của huyện cho biết là rất lớn. Với đàn gia súc, theo thống kê chưa đầy đủ, trận mưa tuyết đã làm chết 54 con trâu, bò, ngựa của nông dân. Tác hại của đợt băng tuyết ở Sapa vẫn chưa thể dừng lại vì đến chiều tối ngày 17 tháng 12, nhiều điểm băng vẫn còn dày tới nửa mét. Thưa quý vị, với người trồng rau, nắng lên mới là lúc khóc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần qua. Cho nên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và cầu chúc quý vị một tuần lễ thật bình an cũng như một mùa Giáng sinh thật an bình. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.